Chủ đầu tư Eco Park vừa tung ra thị trường dự án Sky Oasis, tuyệt phẩm nghỉ dưỡng giữa lòng Eco Park. Sky Oasis, khu nghỉ dưỡng hội tụ đủ các yếu tố thiên thời, địa lợi, nhân hòa để trở thành kênh đầu tư vàng hot nhất thị trường miền Bắc hiện nay. Đầu tư Sky Oasis để đón đầu kỳ tích phát triển hạ tầng khu đông. Trong năm 2020-2024, Hà Nội sẽ đầu tư hàng loạt công trình trọng điểm nhằm tạo ra kỳ tích cho cả khu đông với 6 cây cầu, 3 vòng xoay và nút giao, 9 cầu vượt, 4 hầm chui, 1 tuyến metro với tổng mức đầu tư hơn 80.000 tỷ đồng. Cầu Trần Hưng Đạo dài 13 km nối quận Hoàn Kiếm và Long Biên sẽ được hoàn thành vào năm 2023. Công trình có tổng vốn đầu tư hơn 9.000 tỷ đồng. Tháng 9 năm 2020, cầu Vĩnh Tuy 2 với tổng mức đầu tư hơn 2.500 tỷ đồng nối quận Hai Bà Trưng và Long Biên sẽ được khởi công. Năm 2021, cầu Ngọc Hồi với tổng mức đầu tư hơn 4.500 tỷ đồng sẽ được khởi công. Năm 2021, nút giao Cổ Linh, một trong những nút giao thông quan trọng nhất khu đông, sẽ được đưa vào vận hành. Ngoài ra, tuyến metro số 8 khi hoàn thiện sẽ tạo thành đòn bẩy khổng lồ cho khu đông bứt phá. Hạ tầng được đầu tư và hoàn thiện sẽ kéo theo hàng loạt các đại đô thị được phát triển. Vinhomes Ocean Park, Dreamland, khu đô thị Đại An, Eco Park. Nơi đâu có quy hoạch hạ tầng bài bản, kết nối thuận tiện, khu dân cư và khu đô thị sẽ phát triển, sẽ kéo theo sự bùng nổ thị trường và giá bất động sản. Đầu tư Sky Oasis để đón đầu sự bùng nổ tiềm năng tăng giá của Eco Park. Eco Park là đại đô thị lớn nhất miền Bắc với tổng quy mô hơn 500 hectare. Hiện tại, Eco Park chỉ đang triển khai 2 phân khu với hơn 22.000 cư dân hiện hữu là phân khu Aqua Bay và phân khu Palm Spring. Trong tương lai, Eco Park sẽ tiếp tục triển khai các phân khu đẳng cấp của khu đô thị. Năm 2020, Eco Park sẽ triển khai phân khu Vịnh Đào đẳng cấp nhất khu đô thị. Sắp tới, Eco Park cũng sẽ triển khai phân khu golf với hệ thống sân golf 18 lỗ tiêu chuẩn quốc tế cùng khu phức hợp nghỉ dưỡng ven sân golf. Đặc biệt, Eco Park là đại đô thị duy nhất tại miền Bắc sở hữu phân khu CBD, quận tài chính và kinh doanh. Quận tài chính là phân khu lõi của Eco Park. Nơi đây sẽ mọc lên hàng loạt các trụ sở các tập đoàn đa quốc gia, các tháp tài chính, các khách sạn 5 sao. Quận tài chính khi hoàn thành sẽ giúp Eco Park hình thành một cộng đồng quốc tế đẳng cấp và lớn nhất miền Bắc. Đầu tư Sky Oasis để đón đầu khai thác 95% khoảng trống của thị trường nghỉ dưỡng. Eco Park là khu đô thị duy nhất sát trung tâm Hà Nội được phát triển theo hướng kết hợp du lịch và nghỉ dưỡng. Eco Park là thị trường kinh doanh homestay tốt nhất tại Hà Nội. Công suất khai thác phòng cuối tuần tại Eco Park luôn đạt 100%. Kinh doanh căn hộ dịch vụ lưu trú tại Eco Park, khách hàng có thể thu về tối thiểu khoản lợi nhuận 10 đến 12% mỗi năm. Khoản lợi nhuận kinh doanh căn hộ tại Eco Park được đánh giá an toàn và hấp dẫn vượt trội trong bối cảnh lãi suất tiết kiệm tại các ngân hàng hiện tại chỉ dao động từ 3 đến 4% một năm. Bất động sản nghỉ dưỡng ở các thành phố xa khó kiểm soát và đảm bảo. Đầu tư Sky Oasis để đón đầu hàng triệu du khách mỗi năm tới Eco Park trong 3 năm tới. Sắp tới, lượng khách tới nghỉ dưỡng và giải trí tại Eco Park sẽ tăng theo cấp số nhân khi Eco Park chuẩn bị triển khai và khởi công xây dựng tuyến phố đi bộ giải trí, ẩm thực, check-in, mua sắm sầm uất 2,5 km. Công viên ánh sáng 2,5 km đầu tiên tại Hà Nội. Eco Park sẽ trở thành điểm đến nghỉ dưỡng và check-in nổi tiếng của hàng triệu khách hàng. Sky Oasis, kênh đầu tư vàng, dễ dàng sở hữu.